chân, xoay một vòng, cười lên. Chúng mình làm lại nha. 1, 2, 3. Nâng hai cánh tay với lấy ông mặt trời, hai bàn tay chạm vai rồi bé lắc lắc cây hồng. Chân bé nâng thật cao, bước đều bước thật nhịp nhàng, rồi bé xoay một vòng cùng cười to lên nào. Ha ha. Các bé làm nhanh hơn nữa nha. Trời, hai bàn tay chạm vai.